Mời quý vị và các bạn cùng đến với phản ánh của khán giả Nhật Long có số điện thoại 0973 3 số cuối 191. Anh Long cho biết, thời gian gần đây, vào khoảng thời gian trước 16:30 hàng ngày, các loại xe ô tô có trọng tải trên 3,5 tấn lại xếp hàng dài trên đoạn đường từ ngã ba Ông Thọ đến cổng trường Đại học Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định để chờ đến giờ được vào quốc lộ 19. Điều này gây ra tình trạng ùn ứ và mất an toàn giao thông. Dù lực lượng chức năng đã tăng cường xử lý. Đây là những hình ảnh thường thấy tại khu vực từ ngã ba Ông Thọ đến cổng trường Đại học Quang Trung, phường Nhân Phú, thành phố Quy Nhơn. Suốt đoạn đường dài hơn 1,5 km, các xe tải trên 3,5 tấn xếp hàng dài trên phố chờ đến giờ lưu thông. Được biết, nguyên nhân của tình trạng trên là do có quy định cấm các phương tiện ô tô có tải trọng trên 3,5 tấn trở lên lưu thông trên tuyến quốc lộ 19. Lý trình từ km 2 cộng 200 đến km 5 cộng 500 vào giờ cao điểm, sáng từ 6:30 đến 7:30, chiều từ 16:30 đến 18:00. Tình trạng này đã ảnh hưởng không nhỏ đến giao thông qua khu vực, nhất là khi đây là tuyến đường có lưu lượng người và phương tiện qua lại rất lớn. Gửi phản ánh tới cho chương trình, khán giả Nhật Long kiến nghị các cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý tình trạng trên để đảm bảo trật tự giao thông trên tuyến đường, đặc biệt phòng ngừa tai nạn giao thông.